Tại sao ngươi hành thích hoàng thượng? Kẻ sẽ khiến ta chính là Lý Thế Dân. Có câu loạn thế thấy đăng tâm, trung trinh soi nhật nguyệt. Dạ, không thể chém Lý công tử. Hồng phất nữ cải trang vào phủ, thành thích thất bại, Lý Tịnh mạo hiểm cứu giúp. Mấy lần vào sinh ra tử, chỉ mong giữ được mạng sống. Sinh tử cận kề, anh hùng trọng anh hùng, cứu sinh linh làm trọng trách. Kết nghĩa phong trần tam hiệp, bộ phim Anh hùng thời xưa phát sóng lúc 11 giờ từ ngày 9 tháng 4 trên kênh SCTV 9.